Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở chợ Mỹ An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh các bạn ơi. Hôm nay mình đến nhà của anh Tâm, anh có giao lưu với anh em một số gốc mai các bạn. Mai tàn nha. Cây khá là vip các bạn ơi. Mức giá anh đưa ra thì rất là hữu nghị để anh em chơi Tết nha. Rồi giờ bắt đầu vô mình quay chi tiết cho các bạn xem. Xong anh em nào mà thích gốc nào thì mình liên hệ với anh Tâm để mình sở hữu. Em xin chào anh Tâm. Chào. Dạ. Thì hôm nay mình giao lưu với anh em khoảng nhiêu gốc mai anh Tâm? Bữa nay khoảng 4 gốc anh. 4 gốc ha. Dạ. Rồi anh Tâm cho các bạn biết địa chỉ của mình là ở đâu anh Tâm? Ở đây là ấp chợ ấp xã Tân An, Càng Long, Trà Vinh. Dạ rồi ok anh Tâm ơi. Rồi bắt đầu mình vô mình quay chi tiết cái lô mai của anh Tâm cho các bạn xem các bạn. Đầu tiên nha, gốc số 1 nha. Wow. Cây này cũng khá là đẳng cấp các bạn ơi. Đáng để anh em sưu tầm nha. Cái này em giữ mấy ngày rồi anh Tâm? 3 ngày. 3 ngày ha. Đây. Vàng xương là có nhạo mà các bạn ơi. Cái này nhạo được mấy nước rồi anh? Cây này nuôi khoảng 7 năm. 7 năm hả anh? Cái này tính hình thẩm ra, tính hình thẩm đó ha anh Tâm. Dạ, hình thẩm. Này về chơi luôn ha. Dạ. Đây cái này anh Tâm về anh mới xuống lá các bạn. Nụ cũng thấy cũng rất là nhiều nha. Đây. Một cốt đi lên nha. Cái này tuổi đời nó khoảng nhiêu năm anh Tâm? Cây này tính ra khoảng gần 40. Gần 40 năm ha. Đây. Cốt cành nhạo từ nhỏ các bạn ơi. Lớn nha, phân bổ đều. Cây này nó có một cái thân lên có một cành nó co nó rất là gắt các bạn. Đây. Nghệ thuật luôn nha. À, không phải mà dễ mà tạo được cành này các bạn. Đây nha, thân nó quấn lên nha. Cây này lạ lạ các bạn, có duyên nha. Một cốt đi lên. Mặt bông đỉnh điểm cái này là khoảng nhiêu cánh anh Tâm? 6 đến 9 cánh anh. Từ 6 đến 9 cánh anh. Cái này chắc có thần bồng ha anh Tâm? Dạ cái này thần bồng. Là mình cút ghê ha. Đây cái bộ đế các bạn ơi. Cái cành này là green, không có ghét. Dạ. Bông green ha anh. Wow. Để ướt gác luôn các bạn ơi. Rất là đẹp nha. Ổ móng xuống nha. Để chạy đều tứ diện luôn, hết cái bầu luôn. Đây, cốt cành lớn nha. Cái này là gì anh em chơi thôi. Mình lên bồn mình trồng không thôi, mình xuống đất mình trồng ạ. Cho cây nó lợp tàn tán đầy đủ rồi chơi. Không có sẵn rồi. Rồi cái này chắc em nhờ anh Tâm đo thử thông số là khoảng nhiêu anh Tâm? Rồi, thông số là nhiêu anh Tâm? 65. 65 ha. Rồi ok anh ơi. Đó là ngày cậu đế. Dạ. Yeah. Anh đo trên cao các bạn ơi. 55. Rồi 55 ha. Thoát thân nó khoảng nhiêu anh Tâm? Thoát thân này khoảng 3 tấc ha. Rồi đâu anh thử anh đo cái cốt cành này khoảng nhiêu anh Tâm? Cho các bạn hình dung anh. Cành này ha. À dạ, nó rất là lớn các bạn ơi. Cây liền lạc nha. Cây rất là đẹp các bạn. Sạch sẽ. 32 á. 22 á anh. Rồi, thôi đế là anh thử áo thử nồi đế khoảng nhiêu anh Tâm? Đế là hết cái bầu luôn con ơi. Rồi. Mét rưỡi rồi anh. 2 mét á. Nhiều anh. Rồi, nồi đế này là mình áo cái mặt trên là khoảng 2 mét các bạn. Đế khá là lớn nha. Góc này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Tâm? Cao khoảng hơn 2 mét. Rồi chiều cao hơn 2 mét còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Rồi tán ngang 2m2. Rồi cây nghệ thuật luôn các bạn ơi. Rồi thí dụ cây này mà anh em nào thiện chí muốn sở hữu là mình giao lưu giá nhiêu anh Tâm? 160 triệu. Rồi 160 triệu là mình có bao xếp cho anh em gì không anh Tâm? Em bao xếp trong vòng khoảng 200 km. Rồi. Rồi 160 triệu các bạn ơi, bao xếp cho anh em 200 km nha. Rồi tầm 160 triệu mà sở hữu cái này là quá vip các bạn ơi. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 2 nha. Đây, wow. Cái này xương tàn khá là đẹp các bạn. Lớn nha, cái này thì anh Tâm có vô về định hình các bạn. Tàn rất là tròn nha. Cái này lên xù khoảng nhiêu phần trăm của anh Tâm? Khoảng 40%. 40% ha.
Đây, mình vô chậu này bao lâu rồi anh? Cây này vô chậu khoảng 4 năm rồi. 4 năm ha. Rồi cái này về chơi luôn các bạn ơi. Anh thường chậu sẵn rồi, cây này nó khỏe nha. Chậu cổ luôn ha anh Tâm. Rồi ok này. Cái này chiều cao nó tầm khoảng nhiêu anh? Khoảng 1 mét 2. Rồi 1 mét 2 ha. Còn cái tán ngang khoảng nhiêu anh? Đây không biết được. Dạ. Rồi đây các bạn ơi. Cây này khá là nghệ thuật nha. Xù nung khoảng 40% các bạn. Thần chậu sẵn luôn. Nó nhỏ gọn dễ chơi các bạn ơi. Đây, cái này anh em nào nhà mình phạm vi không rộng đó. Mình sở hữu cái này là chơi được khá là ổn nha. Mình quay cận cảnh cho các bạn xem những điểm xù nữa nha. Đây nè. Nó nu cục cục bạn. Cái này từ từ nó lớn, nó lớn hoài luôn ha anh Tâm. Đây. Đây rất là nhiều nha. Cái này cây zin hay ghép anh Tâm? À, cái này cây zin. Zin ra cây lắm. Nó nu toàn thân luôn các bạn, đây nè. Bộ đế lớn nha. Nơm xuống. Đây. Thân lắc lượng luôn. Cây này thì nó liền lạc các bạn. Rất là sạch nha, đây nè. Nó nu ra, nó nu ra tới cái mấy cái chi cành luôn các bạn. Đây. Rồi. Rồi chắc em nhờ anh đo thử thông số là khoảng nhiêu anh Tâm. Ba ba bốn ba lần. Rồi, 34 cứng các bạn ơi. Anh đo thử thoát thân lên khoảng nhiêu anh Tâm. Dạ. Một cây mai xù nu nha. 6 tấc ha. Rồi cây này khá là chuẩn các bạn ơi. Thân tàn đế bông nha. Một cây xù luôn nha. Cây này đáng để em sưu tầm luôn. Rồi thí dụ gốc mã số 2 này, cây xù nu này anh em là thường kiếm sở hữu làm giao lưu giá khoảng nhiêu anh Tâm? Dạ, cây này giá 18 triệu không có ship nha. Dạ, 18 triệu là mình bán tại vườn ha anh. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 3 nha. Đây một cây mai xù các bạn, hình chiếc cúp nha. Cây này khá là vip các bạn ơi. Wow, hết hồn luôn nha. Mình quay một vòng cho các bạn xem. Cái này xù khoảng nhiêu phần trăm rồi anh Tâm? Dạ 100% anh. Dạ 100% ha anh. Đây cây thì anh Tâm nó đang xuống cái bồn này anh trồng các bạn. Nó đang đâm tược rất là mạnh nha. Đây. Sức sống mạnh mẽ luôn. Cái này ví dụ mình giao lưu với anh em là mình bao sống khỏe bình thường ha anh Tâm? Dạ. Cây không xíu. Dạ. Wow. Quá tài các bạn ơi, mặt bên đây luôn nha. Mặt bông cái này sao anh Tâm? Bông 6 đến 9 cánh. Dạ, từ 6 tới 9 cánh ha. Bông là bao bông luôn hả anh? Qua wow, đây những điểm các bạn. Cây này rất là tương lai nha. Cây này anh em càng nuôi là càng lên tiền luôn nha. Đây, tược rất là nhiều, đâm nhiều nha. Hình một chiếc cúp. Rồi đây là cái chân chân cái này. Rồi đế cũng có các bạn ơi, cũng chảy đều nha. Mấy cái gần đế có hết các bạn. Đế này bên dưới mình còn làm gì nữa không anh Tâm? Hay mình lắp lại anh Tâm? Lắp lại. Rồi chắc anh em nhờ anh đo thử thông số này khoảng nhiêu anh Tâm? Khoảng nhiêu anh? 43. Rồi 43 ha. Đâu anh đo xuống, xích trên anh? Xuống cái này. Xuống 64. 64 anh. Rồi ok này. Rồi anh Tâm đo xích trên đây là cái củ phụ à, cái cúp nè, 64 nha. 4 tấc. 4 tấc ha. Nó không có cao bạn ơi, khoảng 4 tấc lên nha. Đây nè. Lùng lực. Lùng liền lực luôn. Cây này mà mình về mình tạo tàn tán đầy đủ quá. Một cây bông sai đại nha. Quá dữ luôn các bạn ơi. Cây xù thường bông là nó rất là đẹp bạn. Mà bộ đế này cũng quá vip nha. Thường xù thường thường là xù nó yếu đế các bạn ơi. Đúng rồi, xù là thường đế nó yếu. Dạ. Tức nào mà xù đế nó đẹp. Dạ. Rồi thí dụ anh em nào thiện chí muốn sở hữu cái gốc này mình giao lưu giá nhiêu anh Tâm? Dạ cái này 45 triệu bao ship. Dạ. Rồi 45 triệu các bạn ơi. Bao ship cho anh em 200 km nha. Một cây mai xù hình chiếc cúp nha. Rồi anh em nào thiện chí thì alo anh Tâm. Số điện thoại anh Tâm thì mình để trên phần tiêu đề nha. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 4 nha. Đây. Một cây quái các bạn. Nó song song lên các bạn ơi, nó lên khoảng 3 tấc các bạn. Bắt đầu nó đâm ra hai thân nha. Này kêu bằng phu thê các bạn ơi, có cái cành bay đi ra nha. Lắc lượng các bạn. Đây.
Cái này tạo tăng tác thành phẩm mà chơi cũng khá là ok các bạn. Góc này chiều cao phải nhiêu anh Tâm? Khoảng 1m1. 1m1 anh. Còn cái cạnh ba này ra là khoảng nhiêu anh? Cạnh ba khoảng 6 tấc. Dạ, 6 tấc ha. Cái này cái phôi các anh em ơi. Anh em vậy anh em tạo tàn tán anh em chơi nha. Mặt bông nó là sao anh Tâm? Bông đẹp luôn, 6 tấc luôn. Rồi, bông là từ 6 đến 9 cánh luôn các bạn ơi. Đây, cây này có lên xù gì không anh Tâm? Không, cái này chưa xù. Dạ. Rồi nó cũng có cái phong cũng lạ lạ các bạn. Phu thê nha. Phong thủy luôn. Quận 36. Nó dạng như nó bị lên xù luôn mà mới dạ. Lên hơn. Mới nhóm lên ha, không tính với anh em ha anh. Rồi đây cái dàn đế đây, đế cũng khá là lớn nha. Chảy đều luôn các bạn ơi. Cái thân nhỏ này nó khoảng nhiêu anh? Thân nhỏ này hả? Dạ. Khoảng 25. Khoảng 25 ha, hai thân này chắc bằng nhau ha. Dạ, bằng nhau. Đây. Đây đúng vợ chồng các bạn, một chồng là cao nha, vợ là thấp xíu các bạn. Có cành bay lá lơi luôn nha, lắc lượng luôn. Rồi đế đẹp luôn. Rồi cây mã số 4 này ví dụ mình giao lưu với anh em là khoảng nhiêu anh Tâm? 9 triệu anh. Rồi 9 triệu mình có bao xếp không anh? Dạ, bao xếp luôn. Rồi bao xếp 200 km ha anh. Dạ. Rồi gốc mã số 4 là 9 triệu các bạn ơi. Hỗ trợ bao xếp cho anh em 200 km nha.